Xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. You don't say xin chào tất cả mọi người anymore. Xin chào tất cả mọi người. Thì như cái tiêu đề cũng các bạn cũng có thể thấy, đó là clip này bạn sẽ nói về chuyện tình của bạn với Jun đã gặp như thế nào, đã yêu nhau như thế nào. You talk, I open. Đã qua trải qua những sóng gió gì gì để có được ngày hôm nay sau khi gặp nhau tới bây giờ. Thì honey, we're gonna talk about how we met. Yes, because that memory needs some alcohol. Painful memory needs some. Yeah, this is. Should I put subtitle or I just translate? No, they understand, okay? Don't think Vietnamese cannot speak English, okay? They can understand easy English. Yeah, I know, but. Translate. Thì bạn hỏi chung là nên translate hay bỏ subtitle, chứ nói là translate cũng được. Thì cái đoạn nào translate, nếu mà thì bạn thấy translate thì nó làm clip nó hơi dài. Nếu mà đoạn nào mà bạn lướt qua được thì có gì bạn translate sau cũng được. Bỏ subtitle sau cũng được. Thì đó. Bạn với Jun quen nhau qua một cái ở bên đây gọi là online dating, gọi là quen nhau qua mạng, đúng rồi, quen nhau qua mạng. Và cái app tụi bên quen nhau là có tên gọi là Tinder, Tinder, gọi là Tinder đây nè. Cái app Tinder. Somebody they don't know. Đây app Tinder nó có cái hình màu đỏ mà nó có cái ngọn lửa ở trong màu trắng như thế này. Tinder. Đó là cái app mà Ben với Jun quen nhau trên cái đó. Thì bây giờ mở Tinder ra nè. Mọi người xem. Mọi người. Jun mời mọi người uống rượu. Cái này champagne thôi, cũng không phải rượu nhẹ lắm. Có 5% mấy à mọi người. This one is for me. Oh, we can even put video now, honey. Look. Yeah, like that's a. Cool. I think that's like a GIF, not an actual video. Thì cái app này là nó như thế này. Sẵn tiện thì PR cái app này luôn. Nếu mà bạn nào cùng độc thân thì cứ thử. Biết đâu được thì cái duyên mình tới thì nó sẽ tới. Thì bước mở cái hình ra thì sẽ thấy có người như thế này. Nếu như là mình là con gái thì người ta sẽ cho mình thấy toàn là con trai. Còn nếu mà người ta thấy toàn con trai thì mình là con trai thì người ta sẽ cho mình thấy toàn là con gái. Rồi, nhưng mà con trai tìm con trai cũng được, con gái tìm con gái cũng được. App này rất là dễ, chỉ cần người mà bạn muốn tìm là ai thì nó sẽ hiện ra. Rồi khi mà lướt qua bên tay trái, có nghĩa là mình không có thích, là không bao giờ hai người gặp được nhau. Lướt qua trái không thích, lướt qua trái không thích. Còn lướt qua phải, anh đi hơi sâu muối nè, thôi mà lướt đấy để kiếm anh nào chả chạy. Ví dụ như anh này thấy thích anh này thì mình bắt đầu mình lướt qua bên phải. Thì đó, nếu mà Ben lướt qua phải mà cái người đó cũng lướt qua bên phải, có nghĩa là cũng thích Ben, thì hai người sẽ gặp nhau. Thì what you talking about, honey? How to use Tinder? What up? Cái app này là hai người phải thích nhau mới gặp được nhau. Cái này thì Ben á gặp Jun, Ben thấy Jun, Ben lướt qua bên phải, Jun thấy Ben, Jun cũng lướt qua bên phải, thì hai người bắt đầu cùng lướt qua bên phải thì mới có thể nói chuyện với nhau đó. Thì sau khi mà hai đứa lướt qua phải với nhau rồi thì gặp nhau đây nè. Ấy, you unmatch me? No, can I start eating? Yeah. Okay. Ủa, tìm cậu Jun không ra trời. Đâu rồi ta? Honey, I cannot find you. Because we are. You unmatch? So I haven't downloaded Tinder, used Tinder for very long. So I don't. They even have feet now. They upgrade so much. But I mean, why I cannot find you anymore? Because you unmatch me. No, I didn't unmatch you. I remember I still can open. I can open our message when we did the video last week. Bạn nhớ là tuần trước là Ben mới mở ra, là cái tuần mà Ben làm girlfriend boyfriend tag là hai người hỏi qua hỏi lại, Ben thấy có mà sao trong đây không có thấy nữa. Maybe. Honey, for real, did you unmatch me? No, I never used it. The moment I deleted it, I never reinstored. You deleted?
But even though you deleted it, I still can open it last week, right? How long has it been? It's just last week. Ờ thì đó, nói chung là Ben với Trung gặp nhau ở trên cái mạng này. Thì gặp nhau xong, có màn đẹp trai lắm nè. Đẹp trai đó. Đó, 6 múi, đẹp trai. Thì đó là cái Ben vào đó, cái Ben gặp Trung thì hai đứa lướt qua phải gặp nhau. Gặp nhau xong á, thì cái Trung thấy giống như mình lướt qua phải mình gặp Trung cái là thì Trung nhảy vô, Trung say hello, xin chào, rồi hỏi là Ben You say hello first. No, you say hello first. No. You say I'm so lonely tonight. No. Tell them the truth, honey. Don't tell them the lie. And I say you wanna stop by? We have some hot pot. No. Ông chưa nào nói tầm bậy á mấy bạn, không có đâu. Ý là ông chưa nào tự ông nhảy vô, ông kêu là hello xin chào rồi how yes. are you. Yeah, this is exactly what happened that night. Yeah, he said hi, rồi Ben nói lại là hello, rồi ông kêu là how are you, Ben kêu I'm good, how are you, cái ông kêu I'm good, rồi ông hỏi là are you from Vietnam. Cái ấn tượng á là tự nhiên ông hỏi Ben là có phải mày tới từ Việt Nam không, thì Ben mới ngạc nhiên, Ben hỏi là ủa sao mày biết, cái ông kêu ông thấy cái tên Ben cái chữ Minh Hằng nó giống. Bây giờ nè, nói chung á, Ben nói không á thì cái câu chuyện này nó mất cái hấp dẫn mất, thì để cho anh Chun ảnh kể đi. Ok, let's tell them how we first met each other for first time. Me? The truth, ok, don't tell them the lie. Yeah, so we talk on the app, and that time I was in the gym, I was working out. That time I was much fitter than now. Ok. I think if you want me to put subtitles, talk slower, so I can put subtitles. Okay. So, yeah, I was at gym, we were talking. Mm-hmm. And then, I don't know what time we say about dinner, you say, who's talk about hot pot first? It's around 3 or 4 p.m. Uh-huh. Lúc đó là khoảng 3-4 giờ chiều, thì cái lúc đó là cái lúc mà Ben với Chun gặp nhau, nói chuyện, bắt đầu nói chuyện trên Tinder. Thì Chun around 3 or 4 and then we talk about hot pot and then you say lemongrass. Yeah, very easy, yeah. Yes. Yeah, thì Chun yes. Ở đây có một cái nhà hàng lemongrass, là cái lemongrass hot pot đó là cái chỗ nhà hàng lẩu nổi tiếng của người Đài Loan. Thì nói chung không biết có phải người Đài Loan không, nhưng mà là cái kiểu là nó nổi tiếng là giống như là lẩu Đài Loan. Thì Ben thì Chun mới hỏi Ben là mày có biết cái chỗ hot pot lẩu Đài Loan đó không, thì Ben nói là tao biết, tao ăn rồi. Cái xong tự nhiên Ben nhớ lại, Ben kêu là ồ đáng lẽ là tao nói là tao không biết, để có gì mày mời tao đi ăn. Thì ý là cái kiểu mình thả thính là giống như là ồ biết mà mình giả đò mà nó không biết cho ông mời mình đi ăn, chứ mắc gì mình nói mình biết, là đâu có còn chuyện gì để nói. Giống như mà cái cuộc hội thoại mà mình cứ giữ cho nó mở ra thì có cái để nói, còn không có cái mở ra. I mean, còn nếu mà mình cứ đóng lại thì nó hết cái chuyện để nói. Xong rồi anh mới nói là nấu hot pot nó dễ lắm. Cái xong bà mới nói, ủa mày biết nấu hot pot hả, mày biết nấu lẩu hả? Cái chim nói là And then you say, it's very easy to cook hot pot. Yeah. And I said, oh, you know how to cook? Yes. Yeah. I said, you do? So I said I'll cook hot pot for her, and she said okay, how about tonight? I said what? She said yeah, how about tonight? I said okay. So after I finished gym, I went to the Chinese supermarket, I went buy some hot pot stuff, and I went home and I cooked hot pot for her. Nói chung là cái lúc đó là đang đi mall, Ben đang đi với là em cái thằng em trai giống như là gọi là em trai con của ba má đỡ đầu Hằng á, là giống như em trai đỡ đầu á. Xong là đang đi mall ở dưới gần Miami thì Chun mới nói là dễ nấu lắm, bữa nào tao nấu cho mi ăn. Cái Ben mới nói là ồ con trai mà biết nấu ăn rồi còn muốn nấu cho mình ăn nữa, chắc thằng này được nè. Ben mới nói đó, Ben mới nghĩ trong bụng đó. Chun nói là Ben nói là vậy hôm nay được không, tại vì cũng đang chán ở dưới đó đi mall, đi shopping một buổi chiều rồi thì thấy nó chán.
Cái với lại bạn của Ben á, cái thằng em trai Ben á là có nhiều bạn xung quanh đây, thì nó nói là Ben nói chuyện với nó thì nó nói ok nếu mà mày đi qua đó ăn thì tao tao chở mày qua đó. Tao cũng có nhiều bạn ở gần đó, nếu mà có gì mà không ổn thì mày gọi là tao chạy qua liền, tại vì khu này là nó đi chơi ở đây nhiều, nó biết, nó quen cái khu này rồi, là trong tích tắc thôi là nó có mặt. Thì mình thấy vậy mình cứ thôi ok, mà ông này ổng tự nhiên ổng nói ăn cho mình, tự nhiên thấy cái sự ý là thấy tự nhiên cảm thấy ông thiệt thà với chân thành sao sao đó, ý là tự nhiên đi mua đồ về nhà nấu cho mình ăn chứ không phải là mời đi ăn nhà hàng nữa. Cái xong Ben mới nói là ok, với lại mọi người cũng sẽ có nói, cũng sẽ có người nghĩ là ồ tại sao mà Ben dạng vậy, mới nói chuyện sơ sơ trên cái tin nhắn mà đã gặp rồi. Ở Mỹ mà mấy bạn, nói chung cái chuyện mà bị bắt cóc hay gì cũng không có sợ đâu. Ví dụ như là mình đã giống như mình gặp ngoài đường mình không biết người đó là ai thì không sao, còn đây là bạn, đây là em trai Ben này, để chở tới gần nhà, chở tới nhà Chun là đã biết nhà Chun ở đâu rồi, và ở đây là có danh tính đồ rõ ràng rồi nên là không có sợ. Với lại em Ben là cũng ở gần gần đây nên là có việc gì là Ben gọi là nó chạy qua, nên là thật sự ở Mỹ cái những cái chuyện đó là mình không có cần phải lo lắng quá nhiều. Thì đó thì Ben mới nghĩ là thôi kệ, rồi tin tưởng một lần này đi. Thế là Ben mới đi qua, cái là chúng nó là nếu mà mày qua thì nhắn sớm, để nếu mà giống như là nếu mà Ben qua thì nhắn chung sớm để chung đi chợ chúng nó ăn. Cái rồi Ben mới nói là ok, and then you go to the market and get stuff. I mean, You're still here. You talk so much, you're still here. yeah, I mean, I have to explain them no. Why I came over to your house just after the message. I'm a girl, right? But he is America, and you're here. Your identity is here. You cannot hide. You cannot do bad things to me. I have to explain, honey. No. Yes. What? So she's saying I'm a bad people. I mean, of course, the people you don't know. No, so if she say that, I have to say to her. At first she said she want to come over. I was also scared. I was like, really? We just talk for like what, 20, 30 Yeah, but minutes? because And she Jimmy. want to come over. But because of my god brother, he used to this area, and he said, "Okay, we'll 10 minutes. I will take you there, and I will hang out around. Whatever you need, call me. I will be just right there Yeah, I was like, in a minute." are they gonna steal my kidney or something? You know, when I open the door, some people will break in and take What my kidney. kidney? Yeah, that was scary. Thì đó, thì ông nói là lần đầu tiên á mà giống như nói chuyện với nhau cả một buổi chiều, tự nhiên bên nói là ok, thì mình nấu ăn đi thì ta tới. Cái tự nhiên ông thấy ông nói ông cũng sợ. Ông sợ tại vì cũng mới nói chuyện mà tự nhiên thấy tới. Thì nói chung ông Chun á, ông đàng hoàng, ông thiệt thà thì ông thấy sợ, ông sợ là tự nhiên ông sợ bé ăn trộm thận của ông. Ông sợ bé đem người tới rồi bắt cóc ông ăn trộm thận. Okay, now you go get the food out. À, bạn có hấp mấy cái bánh lọc mà vừa rồi bên ông ở Việt Nam có không? Yeah, and also when I cook the hot pot, I prepare a lot of food, vegetable meats and the fish cake, all that stuff. And she just eat a little bit, you know, very little. I don't know why is that not good or something. So-so. So-so, okay. And then that time when we're at the house, we didn't talk much, right? Did we Yeah. talk? No, we just hang out a little bit and then we Yeah. just go home, right? And then after we finished the hot pot, she offered to clean the dishes. And that was the first time and the last time she cleaned the dishes. Clean the dishes. I can up till today I can still remember. I was standing right here and she was washing dishes. I still remember that moment because that was the first and last time. Ông nói với anh là đúng rồi, thì ngày hôm đó thì bạn nghĩ bạn ăn xong rồi á, giỏi. Chưng mời mọi người, mời mọi người nha, bánh lọc bánh ở bánh lọc bánh mua ở Lăng Cô đó. Thì nói chung á là cái bữa đó là anh Chun anh nấu rồi, thì bạn nghĩ là thôi anh nấu rồi thì mình cũng cùng rửa chứ, để anh nấu và anh rửa thấy tội quá. Here 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 What do you mean chopstick. here? No, you only take one pair. Oh. No Selfish. selfish. Selfish, selfish alert, Xong rồi bạn selfish. nghĩ là thôi ảnh đã nấu rồi thì thôi mình rửa cũng được, bạn dành bạn rửa. Kêu nói đó là
ổng ấn tượng là giống như là bên ăn xong rồi bên đứng bên rửa chén. Thì đó cũng là lần đầu tiên bên rửa chén mà cũng là lần cuối cùng bên rửa chén. ý là nói chung trong nhà thì chung hay rửa chén, bên thì nấu ăn rồi dọn rồi nó ăn xong dọn ra ăn, xong ăn xong thì chung dọn vô chung rửa chén là hầu như là rửa chén thôi. Ổng nó giỡn đó đó, Ngon. ngon đấy. À, đây mời mọi người ăn bánh lọc nha. Where are you now? Wash Yeah, after the wash dishes. She saw I have a motorcycle. Yeah. dishes. That time there was a hurricane. So I pushed my motorcycle from the backyard into my living room. So it was just parking right there. She said, "Oh, you have a motorcycle?" I said, "Yes." And she said, "Can you take me home with on the bike?" I say, "Oh, you're going home?" No, I say, "Of course." Just kidding. Thì đó, cái lúc đó bên thấy Trung có chiếc xe ô tô ngầu á, chiếc xe mô tô thấy ngầu quá, chiếc xe mô tô màu xanh xanh đó mà bên bên có đăng lên trên Facebook á. Thì đây nè, bên tìm cái bức ảnh ngày đầu tiên bên với Trung gặp nhau cho coi nè. Bạn thấy chiếc mô tô ngầu quá, bạn kêu cho Chun lái xe chở bạn về. Nói chung là em trai bạn chở tới, rồi bạn nói là thì kêu em trai bạn quay lại chở không được, nhưng mà thấy Chun nói chuyện cũng đàng hoàng, cũng thiệt thà, thấy người thiệt thà nên mới nói là thôi Chun lái xe chở bạn về. Em chở bạn về á, là bạn kêu đứng xa xa, bạn đi bộ về nhà chứ bạn đâu có kêu chở Are thẳng you về nhà looking đâu. for the picture? Yeah. We'll put a bigger one on the side of here. No, wait, I'll put it here. Ừ. Thì đây nè, bạn tìm ra rồi nè. Cái tấm hình bạn với Chun chụp. I found it. Yeah. Đây. Cái tấm hình bạn đăng ở trên Facebook mà bạn nói tấm đầu tiên mà bạn với Chun chụp hình với nhau luôn á. Đó. Thì có gì Chun để dưới cái góc 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 này, this part. Cái Okay. góc này để cho mọi người thấy rõ, tại vì có nhiều bạn biết cũng có nhiều cô chú anh chị không có xài Facebook, thì bạn để lên trên đó xong rồi á. First picture, right? Đó là first picture. Rồi bắt đầu qua ngày thứ hai thì bạn đi chơi với em trai của bạn. Nói chung hồi đó em trai của bạn thì cũng quậy lắm nên là bạn tụi bạn hay ổng đi chơi rồi cái rủ bạn đi chơi chung á đó. And then the second night, you have anything to tell? Second night is manners, right? Yeah, she asked me to go to gay bar, gay pub. So I thought, well, she want to introduce me to her gay friend. Did I send the wrong message yesterday? The club was very close, like 2 minutes away, right? I said, okay, sure. But actually, that time I doubt for 1 second. I said, should I go? Because I don't really like to go to that kind of. I don't like to go clubbing or whatever. But I was like, okay, just stay there maybe for an hour or two. Thì cái bữa thứ hai là bạn đi chơi với em của bạn, đi qua cái club gần nhà Chun trong dành cho người đồng tính, tại vì cái thành phố của Chun là thành phố cho người đồng tính ở là nhiều nên là nó có một con đường toàn là quán bar, mấy cái club cho người đồng tính là nhiều. Nói chung người bình thường thì cũng vô bình thường, cũng vô chơi bình thường, không có ảnh hưởng gì hết, nhưng mà là hầu hết là cho mấy bạn đồng tính. Thì bạn mới nói là tối nay ta đi chơi cũng gần nhà mày đó, mày có muốn ra chơi không? Thì Chun thấy là lái xe ra có 5 3 phút chứ mấy, cũng gần nên là Chun đi ra. Thì đó là bắt đầu là cái tự nhiên cái bữa mà gặp ổng lần đầu tiên á, thì thấy ổng cũng lớn nhìn ổng cũng già. Cái qua bữa thứ hai cái ổng lên được cái ổng để tóc xuống bình thường vậy, cái nhìn ổng giống hàng xẻng. Nhìn đó, đây tấm này rồi để góc bên này cho mọi người thấy, đó là cái tấm hình ba với Chun chụp ở trong club á.
The picture was taken by their photographer, right? They posted it online. And then somehow we both wearing white, honey. Không, tự nhiên hai đứa trùng hợp mang đồ màu trắng. I cannot fit that shirt anymore. Thì cái đó là cái bữa thứ hai, rồi cái bữa thứ ba là lúc đó là Ben đi làm do gì Ben dùng gì Ben ở trên Michigan á, thì gặp Jun được khoảng hình như 5 ngày trước khi Ben đi, là Ben lên lại Michigan thì gặp Jun đúng như một lần nữa trước khi đi Michigan. Thì Ben nói là Jun chạy xe mô tô chạy qua chở Ben đi. Ben thích xe motorcycle. Thì đây là tấm hình mà Jun qua chở Ben. Đây là bữa thứ ba Ben Jun gặp nhau, rồi gặp đúng như 3 lần. Xong rồi Ben lên Michigan. Lên Michigan thì hai đứa cũng nhắn tin qua lại thôi. Nói chung cũng không có ai quen ai bù ai hết, chỉ là gặp nhau rồi nói chuyện đồ vậy thôi. Yeah, talking about the third date. Yeah, the third date. Thì đó, đó là bữa thứ ba là trước khi Ben đi lên Michigan. Rồi, and then? And then we break up. Now we're still texting and FaceTime. Yeah, yeah. Chỉ có gọi điện thoại qua gọi điện thoại gọi cuộc gọi mà thấy hình á, với lại ví dụ gọi FaceTime với lại nhắn tin là nhiều, nhưng mà hai đứa ở hai nơi cho tới khi Ben lên trên đó. Ben ở lại được 2 tuần á, thì có một cái điều buồn nó xảy ra. Thì là Ben qua đây cũng có ba má nuôi, ba má thương Ben, rồi giống như cứ mang Ben giống như là một người con gái ruột ở trong gia đình. Thì 2 tuần sau khi Ben lại Michigan thì má nuôi Ben mất, bị tai biến mạch máu não nên mất. Thì cái lúc đó là nói chung cũng đột ngột, tại vì tai biến mạch máu não thì mấy bạn cũng biết rồi, giống như là mình té xuống cái là mình mất thôi. Nên là má Ben mất, thành ra má Ben mất Ben phải bay về gấp. Ben ở trên Michigan, Ben bay về gấp. Thì cái đoạn đó bay về rồi cũng nhờ Jun đặt vé bay, tại vì Jun là làm trên máy tính nên ngồi máy tính 24/24. Còn Ben hồi đó cũng đi làm neo trong phụ trong tiệm của dì á, thành ra là dì nói chung đi làm, với lại lúc đó là nghe má mất là cũng run tay run chân rồi, nên là lúc đó nói chuyện xong với em gái Ben á, thì Ben gọi cho Jun, Ben nói là thôi bốc vé cho Ben đi về, rồi cũng nhờ Jun đi ra sân bay đón, tại vì mọi người lúc đó là lên hết ở trên bệnh viện rồi, thành ra cái rồi Ben về đây, rồi cái Jun ra đón Ben ở ngoài sân bay á, rồi trở về bệnh viện, rồi Jun cũng tội, Jun cũng ngồi đó nguyên đêm, rồi ngày mai ngày mốt, nói chung là cả ngày cả đêm Jun cũng trực hồi trên bệnh viện với Ben, thấy ông cũng tội. Where are you now, honey? At the hospital. Oh, your mom. Okay. Yeah. So, rồi cái đó cái là hồi đó cái mà vô được bệnh viện khoảng 3 ngày thì má mất, thì 3 ngày đó Jun cũng ở bên cạnh Ben cả ngày cả đêm, giúp Ben chạy tới chạy lui, chở Ben chạy tới chạy lui, tại vì Ben có xe, nhưng mà lúc đó là em gái Ben còn ở đây, thì xe em gái với lại cái em rể Ben, bồ em gái, lúc đó là bồ thôi, bây giờ là chồng rồi, hai đứa chạy, còn Ben thì không có xe nên là Jun cũng chạy tới chạy lui giúp đỡ rồi đó. Thì đó, thì lúc đó là về lại đây bắt đầu hai đứa mới gần gũi rồi, với lại trải qua cái niềm đau nó lớn nữa, thành ra Jun cũng cảm thấy giống như là thương Ben, rồi cảm thấy giống như người phụ nữ mà vừa mới trải qua cái nỗi đau lớn rồi thấy yếu đuối, thì Jun muốn bảo vệ. I said because I just go through the very big loss, so you next to me and wanna protect me, and that how our feeling, our relationship got bigger. Yes, she's right. Yes. Yeah, it was very unfortunate things, you know. But see, if your mom didn't pass away, you will still be in Michigan, right? Probably. Yeah, probably. Thì nói chung nếu mà má Ben không có mất thì you came to see me anyway, you booked ticket already. Lúc đó Jun mua vé lên trên kia gặp Ben, thì đáng lẽ cái tuần đó nếu mà Ben không về thì Jun sẽ lên, cái cuối tuần đó Jun sẽ lên, nhưng mà không may thì má mất, thì
thì phải bỏ hết. Thành ra là bạn về lại đây cái gặp chung ở đây rồi. Rồi hai đứa đó gần gũi nhau rồi chung giúp bạn đi tới đi lui rồi cứ bên cạnh bạn hầu như 24 trên 24 vậy đó, ngủ lại trên bệnh viện luôn. Thành ra hai đứa mới gần gũi hơn rồi nói chuyện nhiều hơn. Thành ra dần dà hai đứa nó xích gần lại hơn. Thì đó. Thì giống như là bạn nghĩ chắc má bạn là gần rời đi rồi rồi cũng phù hộ cho bạn gặp chung hay sao á. I think it's my mom, she knows she's leaving me, so she send you to take care of me. Really? Yeah. Right. Đó thì cái chuyện nói chung cái chuyện buồn nhưng mà lại là cũng là một trong những lý do bắt đầu câu chuyện của ba mới chun. Cop. And then what else? Rồi thì so that's how we met and that's the occasion we develop our relationship, right? Yeah. Rồi, and anything else? I mean, after that we like most of the couple, right? At first, everything is fine. Then you start to see what you don't like about each other, so you fight a lot, right? Then now we're okay. You know, we still fight, but you know, Not tell that me. serious. It's Not about stupid thing. Yeah, it's not about stupid thing, right? Rồi. Hai đứa lôi chuyện hồi sáng ra cãi. Hồi sáng hai đứa cãi nhau rồi, bây giờ lôi ra cãi nhau tiếp. Thì nói chung đó là cái chuyện tình của Ben với Chun đã gặp nhau và đã yêu nhau như vậy. Thì nếu bạn nào có câu hỏi nào khác nữa muốn biết thêm nữa thì mấy bạn cứ để lại comment ở dưới thì Ben sẽ trả lời. Nhiều lúc á, tại vì cái giờ ở Việt Nam với giờ ở Mỹ nó cũng khác nhau lắm mấy bạn, khác nhau là hầu như là 11 tiếng hồ, coi như 12 tiếng hồ là bên đó ngày, bên này đêm. Nhiều lúc bên đăng clip á, thì bên tranh thủ bên đăng buổi sáng để ở bên Việt Nam á, mấy bạn có nhiều thời gian để xem hơn. Thì bên này bên đăng xong á, là mấy bạn bên Việt Nam nhiều khi thấy bên đăng là 9, 10 giờ sáng là bên này đã là 11, 12 giờ tối rồi. Có nhiều hồi mấy bạn mà thấy bên đăng 1 giờ chiều là đã bên này là 3 giờ sáng rồi. 1 giờ chiều là bên này 2 giờ sáng, bên kia 2 giờ chiều là bên này 3 giờ sáng. Thì nói chung nhiều lúc nhiều bữa làm clip thì làm tới 1, 2 giờ cũng có nữa. Nên là nhiều lúc đăng đăng clip xong bên mệt quá thì bên đi ngủ. Thì mọi người cứ để lại comment, nếu mà bạn không trả lời được liền á thì bạn cũng mong mọi người thông cảm, bạn sẽ trả lời mọi người sau. Bạn sẽ ngủ dậy thì bạn sẽ tranh thủ bạn trả lời hết tần tật những comment của mọi người. Rồi, cảm ơn tình cảm, tình thương của mọi người đã dành cho bạn với Chun. Cuối cùng thì bạn cũng đã thực hiện được cái video clip này là làm sao hai tụi bạn quen nhau. Mong mọi người cũng vẫn tiếp tục ủng hộ cho bạn với Chun. Ok. What Just say we will just thank everybody's love for us. I mean, a lot of people wish us happiness. Thank you so much. I need this. So, thank you. Kanan. I don't know what you say, and she just give me one sentence No, and we'll I so I just say it's how we met, how we love each other, and if anybody have further questions, just leave it on below. And Yes. because when we post it, it's already late, so we go to sleep, but I will try to answer Yeah, in the every time morning. last time I asked, and nobody leave any question, right? Yeah, and như Nobody. lần trước. Oh, they asked. Or they ask, tell me, I'll answer one, Do you three. love me as more as as much as I love you? Yes, next question. Next question. Will you marry me? Yes, next question. When? I don't know. Sometime around this year, maybe. What? Marry, probably not this year, right? Huh. Engage, yes, maybe this year.
this year when she stopped making me angry all the time. Look, this hair, angry hair. Mm. It will be very long time later. Yeah, so. Mm. Okay. And I go, right? Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. How can you say that? Say that. Tell me one time I should remember. Video click Patel. That's all I remember. No, so I say hap. You say hap. Okay. Hẹn gặp lại mọi người. Video click Patel. Video click Patel. That easy because half of the word is English. Yay! Bye bye. Bye bye.